Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Ngày hôm nay thì ông Nga ổng cáo buộc rằng Ukraine đã tấn công vào cặp biên giới của ổng. Tổng cộng cái số lượng máy bay không người lái và Ukraine tấn công vào là 27 chiếc máy bay không người lái. 27 chiếc máy bay không người lái các quý vị. Thì cái điều này đó nó nói chúng ta thấy rõ được rằng á là Ukraine họ tấn công rất là dữ dội. Vì cái số lượng ít có khi nào Ukraine tấn công 20 mấy chiếc máy bay không người lái lắm. Trong lãnh thổ của Nga. Gần ở thành phố Belgorod, trong lãnh thổ của Nga chứ không phải ở tại biên giới. Thì có nghĩa là Ukraine họ đáp trả rất là dữ dội với Nga. Sự tấn công của Nga ngày hôm nay cũng có. Nga đã tấn công thành công. Wow. Gió hơi nhiều. Nga đã tấn công thành công ở tại Kherson, một cái nơi trụ sở điện của Ukraine đã bị bốc cháy. Ngày hôm nay chính phủ Ukraine công bố rằng là Kherson có tiếng nổ lớn và nhiều nơi đã cúp điện vì Nga đã tấn công thành công vào cái nơi sản xuất điện các quý vị. Thì vấn đề năng lượng đó là trở thành cái tâm điểm mà Nga thường xuyên làm từ năm ngoái. Năm nay Nga cũng sẽ tiếp tục như vậy. Nên là Nga sẽ pháo kích vào những cái nơi trụ sở quan trọng sản xuất điện, những cái nơi sản xuất nước. Để làm gì? Để tạo cái khó khăn, cái khủng hoảng nhân đạo, rồi để tạo cho cái sự sợ hãi của người dân Ukraine. Nhưng mà cái điều mà Nguyên thắc mắc nha, những cái quốc gia chiến tranh như vậy đó, họ không sợ cái gì đâu các vị. Nguyên coi cái cuộc chiến giữa Do Thái và Palestine, Ukraine và Nga, người dân không biết là họ sống họ quen hay gì Nguyên không biết. Bom đạn thì gớt kế bên mà cứ lai sợ chim hoài, Nguyên không hiểu. Các quý vị có nghĩ khi nào mà mình bom đạn thì mình xuống xuống hầm đi chứ, mình chui xuống hầm đi, mình trốn đi? Không, mấy ổng không. Dân vẫn đi sơ tán giữa Palestine, cực vừa đi sơ tán vừa đi lai sợ chim là sao? Nguyên không hiểu con người mà bây giờ giết Nguyên cảm giác là chết không sợ, sợ là không có view coi, không có like coi hay gì đó. Bom đạn đang nổ bình bình thì người ta xuống như cán xê, người ta dúng cái hầm, người ta núp đi. Không là không. Ha, vẫn ló đầu lên trên, còn cầm cái telephone núp 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 rồi cứ qua 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 lại vậy nè. Ukraine cũng như vậy. Mỗi lần mà bị pháo kích thì không có ông bà nào chạy đi núp và chạy ra ngoài đường đi live stream. Nguyên cũng không hiểu được, biết cái thế giới bây giờ con người ta nó ngộ lắm các bạn. Bây giờ thí dụ ăn cũng không được ăn trước, ăn là phải cúng Facebook trước. Bây giờ chết cũng không sợ, phải live stream trước mới được. Nguyên thực tế là Nguyên cũng không hiểu được. Thí dụ cái trách nhiệm mà quay phim đồ cái đó là phóng viên báo chí, họ đã có trách nhiệm rồi, lúc nào cũng phóng viên báo chí nó trực 24/24 hết. Người thường dân chúng ta thì thôi, chúng ta núp đi, tại vì phóng viên báo chí họ có đồ bảo vệ, họ có áo giáp, họ có nón cối, rồi họ có những cái tổ chức lực lượng bảo vệ họ, chứ họ không thể là đi không không được. Còn người dân thường thì bơm đạn chúng ta đi núp đi, không ông bà cứ chạy lên live stream mấy, live stream miết. Cái thời buổi bây giờ nó lạ kỳ lắm. Nên là chúng ta thấy lý do mà tại sao người dân thường chết cũng là trong những lý do này. Tại vì họ không có cảm nhận được cái điều nguy hiểm, mà hình như là họ cảm giác nó là chuyện thành cái chuyện thường. Nên họ không sợ nữa. Họ hoàn toàn không sợ. Họ hoàn toàn không sợ. Đó là bản tin về liên quan tấn công của Ukraine và Nga, để cho các vị biết là cái cuộc giao tranh nó vẫn tiếp diễn và càng ngày nó càng phức tạp. Ngày hôm nay phía bên Hoa Kỳ họ công bố chúng ta biết là cái Bắc Triều Tiên đã gửi viện trợ vũ khí, thiết bị vũ khí đạn dược cho Nga như thế nào. Theo cái báo cáo cụ thể của Hoa Kỳ cho biết là Bắc Triều Tiên đã gửi hơn 1.000 cái container, là mấy cái thùng đó các vị, hơn 1.000 cái container gửi cho Nga. Thì cái điều các vị có để ý là Nguyên có nói không, ở trên thế giới này ai cũng ngán Mỹ hết, cả Trung Quốc cũng ngán Mỹ, cả Trung Quốc cũng ngán Mỹ, cả Nga cũng ngán Mỹ, chỉ có Bắc Triều Tiên là không ngán thôi. Bắc Triều Tiên không sợ Mỹ chỗ nào cả. Khi lúc đó Mỹ đã ra lệnh trừng phạt, cả Trung Quốc muốn viện trợ cho Nga còn phải viện trợ một cách âm thầm. Trung Quốc còn không dám lên tiếng là đứng về phía Nga. Còn Bắc Triều Tiên ngoài đứng về phía Nga rồi, viện trợ luôn. Làm gì tôi? Nên tại sao Nguyên nói trên thế giới này không ai đáng sợ hơn Kim Jong-un hết. Tập Cảnh Bình cũng không đáng sợ bằng Kim Jong-un. Putin cũng không đáng sợ về Kim Jong-un. Vì thực tế Bắc Triều Tiên là cái quốc gia nó liều mạng.
thế giới ai cũng ngán NATO trừng phạt, G7 trừng phạt, cái tổ chức này tổ chức kia trừng phạt, tòa án quốc tế trừng phạt, ai cũng lo hết. Nhưng Bắc Triều Tiên chưa bao giờ lo điều đó. À, trừng phạt thì cứ trừng phạt, tôi cứ gửi thì tôi cứ gửi, làm gì nhau. Cái kiểu đó đó, cái kiểu mà não bị chứa nhiều mỡ đó. Cái suy nghĩ là gì đó, ừ, tụi bay cứ làm, tụi bay làm, tao làm thì chuyện của tao. À, làm gì nhau, đó thí dụ là như vậy đó. Ngon thì quýnh đi. Cứ là cái kiểu mà bất chấp, không cần biết hậu quả như thế nào, không cần lo lắng cái chuyện hậu quả, cái vấn đề mà không mới sợ. Nên là cái báo cáo của Mỹ đưa ra hơn 1.000 container vũ khí viện trợ cho Nga, mà Mỹ cũng đâu làm gì được Bắc Triều Tiên đâu. Trừng phạt là trừng phạt hết rồi, còn trừng phạt gì nữa. Làm gì Bắc Triều Tiên bây giờ? Không lẽ bây giờ đánh chiến tranh với Bắc Triều Tiên? Bây giờ trừng phạt là chắc chiến đó. Bây giờ ông trừng phạt nữa cũng vậy thôi. Đã trừng phạt hết rồi, hết mức rồi. Không. Các ông đã trừng phạt tôi đến tấp rồi, không còn trừng phạt nữa, nên đã không còn tê liệt với tôi nữa. Chúng tôi không sợ ảnh hưởng nữa. Nên là đây là một cái báo cáo và liên quan đến Bắc Triều Tiên mà Mỹ đã đưa ra một cái danh sách cụ thể là hơn 1.000 container, trong đó nó chứa theo cái nguồn tin cho biết, đặc biệt là vấn đề hỏa tiễn, đạn dược, đó là những cái đề mà thiết yếu mà Nga đang cần. Mỹ có hành động như thế nào để ngăn chặn cái này hay không thì chúng ta chưa biết. Có thể Mỹ có thể ngăn chặn cái lô hàng này đến đất nước Nga bằng cách nào thì nguyên không rõ. Nhưng mà Bắc Triều Tiên thì họ vẫn cứ gửi. Đó là bản tin liên quan đến Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay thì Mỹ đã khẳng định thêm một lần nữa là giữa Iran và Nga đã có một cái sự liên minh cụ thể. Mỹ cho rằng là chúng tôi có cái bằng chứng, chứ không phải là chúng tôi chỉ có nói đây là miệng. Cái điều này Nguyên rất là lo. Cái bản tin này nó lo hơn là bản tin của Bắc Hàn. Mỹ đây là lần thứ hai chính phủ của Mỹ đã đưa ra hồ sơ cụ thể về những cái liên hệ giữa Nga và Iran, cái sự yểm trợ của Iran trong thời gian vừa qua cho Nga bằng những chiếc máy bay không người lái như thế nào, những cái sự tiền bạc của Iran và Nga ban giao như thế nào. Và Mỹ cho rằng là trong cái cuộc tấn công vào Ukraine, Iran cũng có một phần trách nhiệm rất là lớn đã hỗ trợ cho Nga. Cái này mới là đáng lo. Các quý vị cũng biết là Nguyên đã từng nêu là mấy ông châu Âu với ông Mỹ khoái đánh chiến tranh ở chỗ Trung Đông đó. Chỗ khác thì không bao giờ muốn đánh hết đó. Nhưng mà Trung Đông thì mấy ổng lúc nào cũng quan nghênh, không biết lý do tại sao ha. Thì mấy ổng lúc nào cũng vậy. Nên là hiện bây giờ thì Mỹ đã đưa ra cho thế giới thấy cái khuôn mặt của Iran. Iran là kẻ thủ phạm với cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Iran là kẻ giật dây ở tại Hamas. Phải chăng Mỹ đang chuẩn bị có một cuộc chiến? Chắc chắn là mấy ngày hôm nay mấy bác ở Mỹ đang cũng cảm nhận cái điều đó. Mấy bác có cảm nhận là, bây giờ Trung Nguyên hỏi mấy bác ở Mỹ có cảm nhận là Mỹ sắp sửa đánh chiến tranh không? Ai cảm nhận được cho Nguyên số 1? Các vị có thấy là chính phủ Mỹ đang có những cái ý định không? Ai cảm nhận được là Mỹ đang sắp sửa bước vào cuộc chiến ở tại Trung Đông? Hả? Nguyên thấy là nhiều bà con bác Mỹ sẽ cảm nhận cái điều đó. Vì cái hành động của Mỹ mình thấy rõ. Cái hành động của Mỹ. Mà cái điều là Nguyên nói nè, mấy ông đảng Dân Chủ đó, lúc nào ông cũng ghét chiến tranh. Lúc nào nói chúng tôi thích hòa bình, chúng tôi không đánh chiến tranh đâu, chúng tôi không thích chiến tranh đâu. Mấy ông đảng Dân Chủ nào cũng vậy chứ không? Nhưng mà tất cả đời tổng thống của đảng Dân Chủ đều đánh chiến tranh, đó là sao vậy? Nó ngộ vậy các vị. Nguyên để ý từ thời đời Clinton, Barack Obama là mấy ông đều đánh chiến tranh hết. Mà mấy ổng lúc mà đi ra tranh cử thì mấy ổng lúc nào cũng kêu chúng tôi thích hòa bình, chúng tôi lúc nào cũng yêu hòa bình, chúng tôi yêu màu xanh, đó, chúng tôi yêu gái. Nhưng mà cuối cùng mấy ổng đánh chiến tranh không à. Cuối cùng hồi là mấy ổng đánh chiến tranh không. Các người vậy nhìn lại coi, đặc biệt là mấy đời tổng thống gần đây, 4 đời tổng thống gần đây, là mấy ổng lần nào cũng lên đứng ra là mấy ổng kêu là không đánh chiến tranh. Mà cuối cùng mấy ổng đánh chiến tranh te tua luôn. Te tua luôn. Nên là hiện bây giờ đất nước của Mỹ cũng có thể trong những ngày kế tiếp, tôi nói thật là ngủ mở mắt ra, có thể mở ra là mình mở ra đài của mình coi đài truyền hình là mấy ông tổng thống ông công bố chiến tranh, chúng ta cũng không biết được. Nên là bởi vì cái giai đoạn này nó đang quá căng, nó quá căng, khi lúc đó chưa thấy một cái biện pháp nào giải quyết hết, chưa thấy một cái biện pháp nào giải quyết về cái tình hình cuộc chiến tranh này hết. Chưa thấy một biện pháp giải quyết. Chắc là các bác ở bên Việt Nam thì mình coi cái chiến tranh mà nghĩ là ui, chiến tranh Trung Đông có liên quan gì với tao,
tao đâu phải là Salam Alaikum đâu, đúng không? Tao đâu có muốn không đâu mà lo. Đừng có nghĩ như vậy. Nguyên mới vừa về ngày hôm qua ha, Nguyên đi chợ, tại vì tủ lạnh không có gì ăn hết, đi cả tháng trời tủ lạnh có gì ăn đó, phải bắt buộc phải đi chợ thôi đó, đói bụng phải lăn vào bếp thôi chứ sao bây giờ. Đi chợ thì Nguyên nhìn cái giá cả của nó, adu sao lên dữ vậy ta, sao lên dữ vậy ta. Ê, ý cái này mình nhớ trước khi mình đi một tháng trước, cái bó rau này nó chỉ có 9 đồng, bây giờ sao lên 15 đồng vậy ta, sao kỳ vậy ta. Có một tháng thôi, một tháng trước nó mới có 9 đồng, quay trở về một tháng sau lên 15 đồng. Anh nói adu. Vì sao các quý vị? Vì căng thẳng chiến tranh leo thang nó đã dẫn đến cái sự lo âu và đầu tư, lạm phát nó bắt đầu bùng phát. Và nếu cái cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Palestine tiếp tục lớn mạnh, tham gia của nhiều quốc gia, cái kết quả nó sẽ như thế nào? Lạm phát khắp nơi trên thế giới. Mà Việt Nam chúng ta cũng đang lạm phát, chứ đừng có nghĩ là Việt Nam chúng ta ở tuốt xa xôi bên kia nó không ảnh hưởng gì hết. Cả thế giới nó sẽ bị gứt vào cái vấn đề lạm phát. Trong vòng một tháng thôi, tình hình chính trị nó xấu là lạm phát bắt đầu nó tăng cao. Nếu nó tiếp tục xấu kiểu này thì kết quả nó sẽ như thế nào? Nguyên nghĩ là các quý vị sẽ cảm nhận được. Cái khủng hoảng về dầu hỏa thôi nó cũng sẽ chết người thôi. Chưa nói, Nguyên nói là cái mặt trận khủng bố. Cho Nguyên nhắc là hiện bây giờ chính phủ Mỹ đã báo động toàn nước Mỹ đối đầu với vấn đề khủng bố. Chưa nói cái vấn đề khủng bố làm dấy lên cái sự lo lắng của người dân, làm cho cái cổ phiếu trên thị trường thế giới nó sẽ sụt đau. Đáng sợ vô cùng các quý vị. Nên là Nguyên thấy rõ được là cái tình hình nó đang rất là tồi tệ với hai cái mặt trận cuộc chiến này. Khi lúc đó cho Nguyên nói Á Châu vẫn có thể xảy ra biến cố giữa Trung Quốc và Đài Loan, giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, là hai nơi đang vô cùng kịch liệt và nguy hiểm. Khi lúc đó Bắc Triều Tiên cố chấp mà chẳng sợ ai cả. Nên là chúng ta thấy tình hình biến cố nó khá là phức tạp trong cái bối cảnh, nó dẫn đến mà cái sự lo lắng cả toàn cầu. Vậy thì cái đặt Nguyên đặt một câu hỏi như vậy, mấy ông muốn chiến tranh làm cái gì? Nếu mà đánh chiến tranh nó không đem lợi nhuận, phải chăng chiến tranh của ổng, bức tường chiến tranh của ổng nó có vấn đề chính trị? Mỹ đánh chiến tranh thì Nguyên hiểu cái nguyên nhân, vì lý do nó ảnh hưởng đến cái bầu cử ở tại Hoa Kỳ, đúng không? Cái điều mà Nguyên vẫn không hiểu là ông Pháp ổng muốn đánh chiến tranh là Nguyên không hiểu. Mấy bác nào có kinh nghiệm hiểu về không? Chứ Nguyên là người Pháp, với cái tình trạng của đất nước Pháp bây giờ, đánh chiến tranh có lợi cái gì? Nhưng Nguyên nói thực tế, ở tại châu Âu này, quốc gia nào Nguyên thấy là ông Pháp là cái mồi muốn đánh chiến tranh rồi đó. Nguyên không thấy ai mà Nguyên thấy đất nước Pháp là có mồi muốn đánh chiến tranh rồi đó. Ông Pháp là cái ông đầu tiên tại châu Âu này. Nguyên thấy là có cái dấu hiệu là ông chuẩn bị cho cuộc chiến rồi đó. Ông chuẩn bị tâm lý cho người dân của ông, ông chuẩn bị cho tâm lý mọi sự việc rồi đó. Và các quý vị cũng biết là hiện bây giờ thì Tổng thống Zelensky đã đến Hoa Kỳ, và Tổng thống Zelensky sẽ có một cái lời phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Joe Biden. Thì đây là một cái điều mà chúng ta đang chờ đợi rất là nhiều. Nhưng lại có những biến cố bất ngờ xảy ra ở tại New York, đặc biệt là cái bản tin liên quan đến tờ báo New York Times mà Nguyên phải cần phân tích và chia sẻ, vì đây là một cái dấu hiệu khá xấu trước khi Tổng thống Zelensky cất tiếng nói ở tại Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra thì tình hình chiến sự Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị, đặc biệt là sự ngoại giao giữa Pháp và Nga đã xảy ra mâu thuẫn, và ngày hôm nay thì lãnh sự quán của Pháp ở tại Nga đã bị triệu hồi, nguyên nhân và lý do. Tình hình cuộc chiến, đặc biệt là sự tấn công của Nga tàn bạo vào lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là thành phố Lviv ngày hôm nay, hiện bây giờ vẫn đang chìm trong biển lửa. Sự cứu hỏa vẫn không thể nào dập tắt được cái đống lửa mà do Nga đã tạo thành ở thành phố Lviv, là một cái thành phố cực là xa, 1.000 cây số so biên giới với Nga. Nó gần cặp Ba Lan mà chúng ta đều biết trong thời gian vừa qua. Và cái thành phố Lviv này cũng là trong những cái thành phố đã mới vừa lọt vào trong cái tổ chức UNESCO. Mà tổ chức UNESCO đã cho cái thành phố dài nơi địa điểm kiến trúc cổ đã lọt vào trong cái danh sách này kêu là tài sản của nhân loại. Đây là bản tin chung chung của ngày hôm nay. Đầu chương trình thì cho Nguyên đi vào cái bản tin giữa đất nước Pháp và Nga mà chia sẻ cùng các quý vị. Ngày hôm nay thì lãnh sự quán của Pháp tại Nga đã bị triệu hồi và bị khiển trách nặng nề, và đưa ra 10 sai phạm của Pháp nhắm vào đất nước Nga, và cho rằng là những nhân viên báo chí
của Nga đang làm việc tại Pháp hay là liên quan gì đó đang bị sự kỳ thị, đối đãi, ngược đãi không công bằng, và cho rằng là chính phủ của Pháp đã có những hành động kỳ thị rõ nét với chính phủ Nga. Câu chuyện nó ra sao? Câu chuyện này các quý vị còn nhớ, cách đây không lâu thì cái buổi họp G20 ở tại Ấn Độ. Thì trong cái buổi họp G20 ở tại Ấn Độ đó thì sau cái buổi họp xong thì nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ xuất hiện. Và những nguyên thủ quốc gia này sẽ có những lời phát biểu về nhiều vấn đề. Thì tới ông Tổng thống Pháp thì có vài phóng viên báo chí của Nga đã bị người ta đuổi ra, người ta không cho phép vào. Thì những cái phóng viên này nó có quay một đoạn video mà đã công chiếu tại truyền hình của đất nước Nga và cho rằng là đất nước Pháp kỳ thị Nga rõ nét. Cái cô phóng viên báo chí của Nga cho rằng là tại sao ai cũng vào được mà chúng tôi không được vào? Tại sao báo chí nước nào cũng vào mà chỉ có riêng biệt phóng viên báo chí của Nga là không được quyền dự cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp? Đây là một cái sự kỳ thị rõ nét và họ lên án hành động của chính phủ Pháp kỳ thị với người dân Nga. Câu chuyện nó thật hư như thế nào? Không đúng theo những gì mà ngày hôm nay phía bên chính phủ của Pháp họ phải cần minh bạch. Không phải minh bạch cho người dân Nga không mà còn minh bạch cho người dân Pháp. Lý do cái vấn đề tai nạn nó xảy ra là trong cái buổi họp đó cái phòng nó có giới hạn. Cái số lượng mà phóng viên báo chí muốn được đặt câu hỏi cho Tổng thống Pháp, muốn được phỏng vấn hay là muốn lắng nghe những lời phát biểu thì cái số lượng nó không đủ, cái số lượng phòng nó quá nhỏ. Nên có khoảng tầm 40 nhà báo không được quyền tham gia bởi vì số lượng quá hạn hẹp. Trong đó có nhiều nhà báo và tờ báo của Pháp cũng không có cơ hội được dự lời phát biểu, chứ không riêng biệt vì Nga. Theo đất nước Pháp biết, nói chúng tôi chỉ có rút thăm như vậy thôi. Số lượng quá đông nhà báo, chúng tôi rút thăm mấy chục nhà báo, nó không may mắn, nó gớt vào nhà báo của Nga và Nga không dự được. Chỉ như vậy, chứ chúng tôi không có bất cứ một cái lý do gì mà kỳ thị phóng viên báo chí của Nga. Vì chúng tôi là một cái quốc gia tự do dân chủ và những thông tin của chúng tôi cũng muốn truyền đạt đến cho người Nga. Nên không có cái lý do gì mà chúng tôi ngăn chặn cả. Và cái hành động của Nga ngày hôm nay vô cùng phẫn nộ và nhắm vào đất nước Pháp. Có thể trong những ngày kế tiếp thì cái dự mà ban giao ngoại giao về phóng viên báo chí giữa Pháp và Nga sẽ bế tắc. Vì các vị cũng biết là những cái phóng viên báo chí của Pháp làm việc ở tại Moscow thì họ có một cái visa chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng thì họ phải xin lại một lần nữa. Và có thể là sau 3 tháng này rồi thì họ xin không được nữa. Và họ bắt buộc phải quay trở về nước. Thì cái nghề nghiệp nào cũng vậy các quý vị. Phóng viên báo chí Nga thì thường là những người học tiếng Nga, họ nói tiếng Pháp. Thì bây giờ nếu mà họ không làm việc đối với Nga nữa thì đối với họ giống như là mất một cái việc làm. Nên là có thể là trong những ngày kế tiếp thì vấn đề báo chí về truyền thông giữa hai quốc gia sẽ đến kịch điểm. Đặc biệt là gần đây thì Tổng thống Pháp chúng ta đã có những lời phát biểu khá là cứng rắn với Nga. Thứ nhất là không bao giờ để cho Nga có một cơ hội chiến thắng. Trong cuộc chiến tranh này, cái kết luận cuối cùng là Nga sẽ bại. Và hỗ trợ cho Ukraine đến khi nào cuộc chiến tranh này nó chấm dứt. Thì đây là những cái lời mà phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp đang cũng khá làm chấn động mà đã làm không hài lòng ông Putin. Có thể nói là giữa ban giao giữa Pháp hay là cá nhân ông Tổng thống Pháp là ông Macron với Putin đã bế tắc. Hai người này đã từng là những người bạn thân giống như người tình. Mỗi ngày điện thoại 2 tiếng đồng hồ. Nhưng sau này thì cái tình nghĩa nó không được mặn mà nữa. Và đã không còn giữ liên lạc với nhau trong một thời gian rất là dài đã không liên lạc. Các quý vị, nên là từ đó cái tình cảm nó rạn nứt dần tới ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan đến giữa Pháp và Nga mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và ngày hôm nay thì phía bên Ukraine đã đưa trình bày lên tòa án của quốc tế và muốn Nga phải bồi thường vấn đề tội ác chiến tranh. Đây là một cái sự việc nó cần thiết. Tất nhiên là hiện bây giờ đòi được hay không là vấn đề khác. Cuộc chiến tranh này nó kết luận như thế nào vẫn chưa rõ. Bên nào thắng, bên nào bại chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng mà cô chú và anh chị em, hiện bây giờ thì ngày hôm nay đại diện cho chính phủ của Ukraine thì họ đã nêu lên, để cho Nguyên lấy cái ông này, để Nguyên lấy cái hình của ông đồ mặt tiêu này. Đây, Nguyên đang cầm cái iPad. Ông đã nêu lên tất cả những cái sự sai phạm của lực lượng của Nga đã tấn công vào thường dân, những trụ sở của thường dân
và cái sự thiệt hại về sinh mạng và tài sản của nhân dân của người Ukraine. Ông ta kêu gọi tất cả thống kê tỉ mỉ và trình bày và mong rằng là tòa án quốc tế sẽ xem xét và ép Nga phải bồi thường những tổn thất mà Ukraine đã bị hứng chịu qua sự sai phạm của Nga trong thời gian vừa qua. Các quý vị cũng biết là cái cuộc chiến tranh, nếu các quý vị bắn vào những cái nơi trọng tâm và những nơi căn cứ quân sự thì không ai nói gì hết. Nhưng nếu các quý vị bắn vào những cái nơi thường dân giống như là bệnh viện, trường học, ở những nơi triển lãm, sơ thị thì cái đó là cái những sự tội ác. Và tội ác là phải có cái giá mà phải trả. Nên là hiện bây giờ họ đưa ra tất cả những hồ sơ và bằng chứng cụ thể đưa lên tòa án quốc tế để cho tòa án quốc tế họ bắt đầu xử cái việc này. Tuy rằng cuộc chiến tranh này nó chưa chấm dứt mà cũng không biết cách nào lấy lại số tiền mà do Nga làm thiệt hại. Đó là một cái điều sau này. Nhưng bây giờ làm trước, khi một ngày Nga sụp đổ, Nga thất bại, Nga chấp nhận bồi thường thì cái con số tiền đã chuẩn bị nó đã có sẵn và chỉ cần ban lệnh là tịch thu tài sản của Nga vân vân và vân vân. Đây cũng là một cái bước đi mà phía bên Ukraine họ đang muốn lấy cái tài sản của Nga đang bị đóng băng. Trên khắp cả toàn cầu, cái số tài sản của Nga bị đóng băng 600 tỷ. Khoảng tầm 600 tỷ. Trong đó nó gồm cả nhà cửa, tàu bè, xe hơi, cổ phiếu, địa ốc, vân vân và vân vân. Hãng xưởng, tất cả cái đó nó nằm khoảng tầm 600 tỷ. Cô chú anh chị em. Và nếu Ukraine thành công thuyết phục được tòa án quốc tế thì 128 quốc gia trong tòa án quốc tế sẽ có trách nhiệm tịch thu tài sản của Nga mà gửi cho Ukraine với cái số tiền bồi thường. Nhưng không đơn giản như vậy. Cái này là cái bước đi của Ukraine, họ muốn được sự bồi thường. Nhưng mà làm được như điều đó hay không còn là qua một cái quá trình rất là dài. Tòa án quốc tế có thể đồng ý, nhưng cái quốc gia đang sở hữu, đang đóng băng tài sản của Nga, họ có đồng ý chuyển cho Ukraine hay không còn là một chuyện khác. Họ có tuân theo cái lệnh của tòa án quốc tế hay không còn là một chuyện khác nữa. Nên là cái điều này nó đang vẫn còn trong cái phạm vi tranh cãi, nghiên cứu. Ukraine thì lúc nào họ cũng đang thúc đẩy vì họ cần nhất là nhiều tiền. Họ đặc biệt là họ muốn dùng tiền Nga để đấu với người Nga. Nên là họ đang rất cần rất là nhiều tiền. Và cái số tiền đó đang trước mắt họ nhưng họ không sử dụng được. 600 tỷ Mỹ Kim đang bị đóng băng khắp nơi trên thế giới, quốc gia nào cũng có, châu lục nào cũng có, đang bị đóng băng nhưng họ không sở hữu được vì không chuyển qua bên Ukraine. Đó là cái điều này, Ukraine họ đang nỗ lực tối đa để làm được việc này. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề tòa án. Một bản tin liên quan đến Ukraine nữa mà đang cũng làm chấn động, đó là phía bên chính phủ Ukraine mới vừa đuổi 6 vị trong quốc phòng, an ninh quốc phòng. Các quý vị, 6 vị này là phần lớn là phó thủ tướng, phó bộ trưởng bộ quốc phòng, xin lỗi, phó bộ trưởng bộ quốc phòng. Cái điều này đó, lý do mà nguyên nhân đuổi thì người ta không rõ, vì các quý vị biết là không có nêu lên và có nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết thứ nhất là trong cái giai đoạn mà Ukraine đang thanh trừ những kẻ tham nhũng, những kẻ đã có một cái sự lêm nhem hay là những người đã có những cái đường dây không được rõ nét về tài chính. Các vị cũng biết là Ukraine đang đã bắt buộc tất cả quan chức phải khai báo tài chính minh bạch. Anh không được quyền giấu bất cứ một cái tài sản nào của anh ở trong nước, ở ngoài nước, nhà băng có bao nhiêu tiền. Anh bắt buộc phải liệt khai hết cho tôi. Nếu không là anh sai phạm. Thứ nhất là cái trong cái giai đoạn mà cái bộ máy chính trị của Ukraine đang thanh lọc một cách sạch sẽ và những kẻ tham lam hối lộ sẽ bị đối đầu với những sự khó khăn. Các cô chú anh chị em, nên là 6 vị này có thể là như vậy. Có nhiều người cho rằng là bởi vì gần đây nhất thì đã thay đổi ông bộ trưởng bộ quốc phòng. Và theo cái luật lệ thường xuyên thì thay thế bộ trưởng bộ quốc phòng thì phải đuổi hết luôn tất cả cái nội các của ông. Những người làm việc dưới tướng của ông bộ trưởng bộ quốc phòng, những người thân cận giống như là phó thư ký, những gì đuổi hết để tạo ra một cái nhóm mới cho một cái bộ trưởng bộ quốc phòng mới. Thì cái này chúng ta cũng không rõ được tại sao Ukraine đã đổi rất là nhiều nhân lực trong thời gian gần đây. Một số là do vấn đề tham nhũng, một số là do vấn đề tư tưởng nó đã bị lịch lạc, có nghĩa là ôi đừng đánh nữa, đầu hàng cho Nga, nhường đất cho Nga, hòa bình đi. Thí dụ là như vậy, những cái tư tưởng mà nó sẽ không đem lại cái sĩ khí cho cái tình hình đất nước căng thẳng, mà có những cái tư tưởng